hai các bạn chào mừng các bạn đến với kênh linh lăng food and horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha đầu tháng đến giờ là mình kể đúng một câu chuyện à, 10 ngày rồi chưa bao giờ mà trong cái lịch sử uh, kể chuyện mà mình lại nghĩ nhiều như vậy à, một phần là do sức khỏe một phần là do kênh có những dự án mới thì uh, nhiều bạn sau khi nghe câu chuyện tập uh, vừa rồi À, sau khi up lên được một thời gian thì tập nó xóa đi. Thứ nhất là vì câu chuyện nó dành cho người hữu duyên và tân muốn dành cho những bạn fan lâu năm thực sự à, quan tâm đến kênh. thì khi nó xóa đi rồi, tức có nghĩa rằng cái duyên đã hết rồi. thì tân cũng mong các bạn đừng có tìm hiểu làm gì nữa. đặc biệt là những câu chuyện tâm linh, khi mình hữu duyên thì mình hãy nghe, còn không hữu duyên thì mình không nên nghe. Bởi vì nó không làm cho mình vui hơn được bao nhiêu Sự tò mò của mình đôi khi nó dẫn đến những chuyện tâm linh nghiêm trọng Và cũng có nhiều bạn hỏi rằng là sức khỏe Tân như thế nào Thì hôm nay sức khỏe Tân đỡ Tân bắt đầu có thể kể điều lại để cho các bạn an tâm Mà một khi Tân bệnh thì Tân bắt buộc phải nghỉ dưỡng Tại vì ngoài công việc kể chuyện Tân bắt đầu có nhiều công việc mới Thì có nhiều bạn thắc mắc Trong những câu chuyện tâm linh tại sao à, có quá nhiều gốc khuất có quá nhiều những thứ trong quá khứ mà phải cần đến thầy pháp phải cần đến điều tra thì mình mới biết được mà tại sao những người sống ở đó người ta không biết bạn biết không một cái dùng đức à, phát triển có rất nhiều người gọi là tứ xứ tập phương khác nhau ta tới người ta sống chứ không phải là chỉ có những người dùng đó cũng giống như chúng ta cũng vậy à, chúng ta mang rất là nhiều những dòng máu khác nhau trong cơ thể của mình Tất nhiên chúng ta là người Việt Nam Nhưng mà nếu chúng ta sinh ra Ở cái vùng nào đó Ở trong miền Nam mình Thì một số cái gen Hoặc là hệ gen của mình chưa chắc Là sẽ giống những người dùng Ở miền Bắc mình Mặc dù chúng ta là anh em một nhà Nhưng mà đôi khi nó cũng sự khác biệt Thì cái sự thay đổi đó là do Những cái chiến tranh à, Di dân từ vùng này qua vùng khác Từ những chủng tộc này đến chủng tộc khác cho nên những dông hồn ma quỷ đôi khi Cái người bạn nghĩ là sống cố cụ ở đó Nhưng mà thật ra họ cũng chỉ là một người Đến đó từ thời ông bà của họ di chuyển tới thôi Không có ai là cái người mà có thể gọi là sống từ xưa đến giờ được ha? Một con người tuổi thọ chỉ là 60 năm Cao lắm là 100 tuổi Thì qua trăm năm à, cũng đã có sự khác biệt rồi cho nên rằng là những câu chuyện ma cần thầy Pháp là người ta mời thần thánh lên ta mời những tổ sư lên Người ta mời các cái ma quỷ khác lên Để người ta hỏi Và cần phải điều tra gì Bất cứ thứ gì trên đời này Nó cũng có ghi lại Để mình điều tra Có những thứ mình tự mình tưởng là mình biết rồi Nhưng mà thật ra mình không có biết Cũng như câu chuyện ma ngày hôm nay là câu chuyện của bác Tân kể cho các bạn nghe Để mình hiểu hơn về một cái vùng đất Mà mình tưởng là mình quen lắm rồi và những người hiện tại đang sống ở đó cũng tưởng luôn Cũng tưởng là mình đã quen lắm rồi Nhưng mà khi nghe câu chuyện này bạn sẽ không biết nó ở đâu luôn Cho đến khi từng nói ra nó ở đâu thì mình mới bất ngờ thì cái câu chuyện này là Tân xin giấu địa điểm cho đến cuối Tân mới nói ra để các bạn bất ngờ cho nó vui. Chứ thật ra cũng phải gì, à, nói ra cũng được thôi. Thì ở cái thời điểm này nè, bác đang à, bình thường làm pháp sự ở Sài Gòn mình thì có một cái đạo giáo à, ta gọi là một cái đạo khác thì họ từ cái vùng đất kế bên Sài Gòn mình à họ mới vào gặp bác để mà đàm đạo và nhờ bác hàng ma phục yêu nghe đến đây thì các bạn quen thuộc với bác quá rồi à, một người uy tín trong giới thầy pháp một người mà đừng có nói là là là, là những cái đạo khác hay là các thầy ở cái nơi khác đều trọng dụng à vì bác trải nghiệm nhiều, chưa kể những câu chuyện thần thánh bác đã kể cho chúng ta nghe. Nhưng đối với bác cái chuyện gặp của những người thầy mà đang gặp bác đó, nhờ bác hàng ma phục yêu thì bác vô cùng lo sợ. Vì những người thầy này đó, họ cũng là một trong những người hàng ma phục yêu giữ không thua bác. Mà họ chọn cái con đường làm thầy pháp vô cùng cực khổ đó là họ đi vào những nơi mà thâm sâu cùng cốc những nơi mà rừng rú rắn độc họ tu họ không màng đến danh lợi họ không màng đến bất cứ thứ gì trên đường đời hết á họ chỉ một tâm tu luyện và hàng ma phục yêu giúp cho người dùng đó nếu như ma quỷ dữ hơn họ họ sẵn sàng họ tử trận luôn vì họ mong rằng cái công đức của họ biến họ thành thần họ không cần đầu thai nữa là bạn biết là họ chơi khô máu đó chơi cỡ nào chơi đó vậy mà bữa nay lên tìm bác bởi vì bác không phải là người tử trận để mà trở thành thần bác liệu sức mình liệu cơm gấp mắm cho nên mới có những trận thiên tiên hậu tiên những phù chú bổ trợ đâu ai tự nhiên lao đầu vô để chết đâu như những con thiêu thân bao giờ mình phải quý cái mạng của mình mình mới giúp cho người ta được chứ mà bữa nay lên gặp bác thì bác hết hồn bác có nói các vị này là ủa nếu tôi không lầm thì đạo giáo các vị đó mạnh hơn tôi. Thậm chí là các vị là những người hèn ma phục yêu phải nói rằng là chuyên nghiệp hơn cả tôi. Tôi chọn đất xài thành đó là để làm những tan sự nhỏ. Các vị chọn những cái dùng đất ma quỷ lớn là để tham gia những trận đánh lớn. Nếu như có một ngày ai mời ai á, thì tôi phải mời các vị chứ sao các vị lại đi mời tôi. À, có nghĩa là họ giỏi hơn bác. Thì hai vị này mới ngồi xuống uống ly trà nói chuyện với bác thì họ mới nói rằng là thật sự ra mà nói đó trong giới thầy Pháp đều biết nhau nhưng cái dùng tụi tôi tu đó thì ngài cũng biết rồi. Người tu hành đó chỉ thù hận với ma quỷ thôi. À cái đạo này nha họ chỉ thù hận với ma quỷ. Gặp ma quỷ là phải hàng. Nhưng mà đối với người dương có nghĩa là đối với những người sống như chúng ta đó thì phải một lòng kính cẩn. Tại vì cái bữa cơm cái tấm miếng áo cái giọt nước là do những người dân dùng đó người ta bố thí cho thì mình phải có cái trách nhiệm hưởng cái lọc đó thì mình phải hàng ma phục yêu cho người ta có nghĩa những người này họ tu trong rừng nhưng mà rừng thì phải có chủ rừng là rừng của quê hương mình của chính phủ của quốc gia chứ không phải cái rừng là cái nhà mà em muốn vô là vô em muốn làm gì làm không có thì trong rừng á, thí dụ như rừng mà nguyên sinh thì sẽ có kiểm lâm. Còn nếu như là rừng bình thường thì sẽ có người dân. Thì người dân ở đó người ta cũng thắc mắc, ủa sao tự nhiên mấy ông này vô đây làm gì đấy? À vô tu, vô đây tu luyện. À, thì người dân người ta đem gạo vô, người ta đem nước, đem chả, bánh vô, người ta cho ăn. Trời mưa, trời giông, trời gió thì người dân lấy bạc vô người ta che, để cho các thầy người ta tu. Thì những người này nhớ ơn những người dân dùng đó Bằng cách là người ta hàng ma phục yêu Làm ma chay tan sự miễn phí Để cho người dân trong dùng người ta có một cái giá trị tâm linh Mà người ta không phải tốn kém Đó là sự có qua có lại của đạo Thì cái ngày đó là các thầy là mới về Một cái dùng đất thiên Để các thầy tu 100 ngày Thì khi về dùng đất thiên đó Thì trước khi đi gia chủ là cái 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 nhà mà mà nào giờ là người ta quy động à, lương thực rồi chăn êm để mắm người ta cúng dường cho các thầy ở đây đó thì người ta nói rằng là người ta đang khai quang một cái vùng đất mới mà ở đây người ta thấy một cái con suối nhưng mà ở giữa khe suối có hai hòn đá ở giữa hòn đá có một cái lư hương đồng nhưng lư hương này không ai đốt ngang nhưng lại có khói về đêm khói hương có mùi rất lạ thì các thầy có nên đi qua coi thử Là chuyện tâm linh gì Hay là đình miễu gì của ngày xưa Mà người phàm mắt tịch chúng tôi không nhìn thấy hay không Thì các thầy Lúc đó là phải đi tu Có nghĩa là phải đi Bế quan tỏa cản 100 ngày Mà cái khoảnh khắc thiên đó Nó chỉ xuất hiện bao nhiêu lâu một lần Ở cái vị trí đó Cho nên các thầy muốn Được tu ở vị trí đó Thì Hai thầy mà nhờ bác mới nói vậy nè Chúng tôi nghĩ á, Chuyện tâm linh thì ở đâu cũng có Mồ mã ma quỷ hung dữ trong rừng Tôi gặp rồi Cho nên cái chuyện thấy một cái lưu hương ở Giữa hai hòn đá Mà giữa đêm có khói Mà mùi hương không phải là thối Thì là chuyện bình thường Chúng tôi định tu đạo hạnh cao hơn 100 ngày thôi Là chúng tôi dòng lại giúp cho gia chủ nhà này Để mà người ta an tâm Người ta khai thẩn đức hoang thì tụi tôi có kêu là người nhà này khai thẳng một cái vùng khác đi và chừa lại cái con suối đó cho chúng tôi về. Vậy mà khi mà những người thầy này họ làm xong cái cái pháp sự họ về đó thì trong nhà tám người mất hết bảy người. Chỉ còn đúng một ông già neo đơn ngồi trong nhà mà con cái, dâu con, con cháu chết hết. Thì hai thầy đau lòng ân nhân mình đã mở miệng mời mình rồi nhưng mà vì một chút cái cái cái, cái tu hành đó thôi mà mình không giúp để cho ân nhân mình gia đình đi hết bảy còn một người giống như đã chết tại vì còn có mình ơn mình là bảy người còn lại đi hết rồi thì các thầy mới sanh hận trong lúc sanh hận đó các thầy dùng pháp lực của mình là những người thầy khác cùng tu với hai thầy tới gặp bác đó vào con suối đó để làm phong ứng tử chiến với dông hồn đó thì khi vô các thầy nhìn thấy một cái dông hồn nữ dính ở trong cái, cái 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 cái, khe suối mà tóc rất dài mà cái công lực người này rất là mạnh thì các thầy đấu đó thì còn lại hai thầy đó thôi còn các thầy kia cũng dông mạng hết người dân người ta vô mang sát ra hai thầy đó là phải đi ra một cái vùng khác để mà hồi lại cái sức khỏe của mình gọi là công lực trong phim gọi là công lực rồi sau đó là mới tìm đường về Sài thành gặp bác là thứ nhất muốn mời bác xuống để mà hàng ma phục yêu thứ hai họ thấy cái lưu hương đó có ký hiệu của đạo bác thì cái người ngày xưa phong ứng được ở chỗ đó một là sư phụ của bác hai là anh em đồng đạo nào đó cùng đạo với nhau làm cái chuyện đó họ mới đưa cái ký hiệu đó ra cho bác coi thì bác hết hồn bác nói rằng là nào giờ sư phụ tôi thầy ba minh á là không có để lại ký hiệu gì giống như trong phim kiếm hiệp hết á nhưng mà cái ký hiệu này là ký hiệu ở trên chính cái lư đồng nhỏ ở trên bàn thờ sư phụ tôi ngày xưa nhưng mà sau này tôi thấy còn 8 mức 1 thì tôi có hỏi thì thầy có nói rằng là đem đi chứng quỷ là cho người đồng đạo đem đi chứng quỷ rồi nhưng mà thật sự ra thời đó thầy trò tôi cũng gặp ma quỷ thường cho nên tôi không hỏi là quỷ nào. Đến bây giờ nhà thầy tôi vẫn còn 8 cái lưu đồng. Cái lưu đồng thứ 9 tôi không ngờ lại nằm ở trong cái khe suối này. Thì khi hỏi ra thì bác cũng lo. Bởi vì thứ nhất là dông mà cỡ nào mà phải đem pháp bảo đi chứng mà chứng ngàn đời chứng luôn. Mà lúc đó không chịu hỏi sư phụ mình. Tại vì lúc đó bác không có nghĩ rằng là mình cần phải hỏi. Thì cả ba thầy tức tốc về đó để hàng ma phục yêu thì khi về đó bác đem theo rất là nhiều đồ chứng yểm mấy bạn thì trận hậu tiên thiên tiên gì cũng làm hết nhưng mà lần này tân miêu tả kỹ cho các bạn để biết là cứ cách ba bước chân là cắm một lá cờ đủ năm lá cờ thì quấn một dòng thiên trường và có chuông buộc xung quanh cứ làm như vậy hoài cho đến cái con suối đó và buộc cái cọng dây thiên trường cuối cùng vào trong cái lư đồng rồi cả ba thầy trở về cái nhà đó phát nguyện à, Thì trong lúc mà bác làm như vậy đó Mà đến được cái khe suối mà thấy được cái lưu đồng Thì biết đó là pháp bảo của đạo mình Thì mới buộc cái cọng dây vô Thì khi buộc vô thì phù chú nó tác dụng Cả hai thầy mà mời bác với lại bác luôn Cùng nhìn thấy bảy người trong nhà không toàn thay Đang phục dịch có nghĩa là đang phụng dịch đó, Cho cái dòng hồn nữ đó Cái là họ không siêu thoát đó Mà họ đang làm nô lệ cho quỷ đó thì bác nhìn bác bác lạnh người hết bởi vì bác chưa thấy cái dông nào mà nó giữ như vậy thì bác mới dòng về dòng về thì bác với hai thầy mới ngồi vô đó thì họ phải quấn dây vào trong tay của mình để họ phát chú thì khi phát chú như vậy đó họ phải để thêm hai cái tượng nữa là giống như hai vị hộ pháp thổ địa thì bác nói lúc đó mình chỉ có suy nghĩ một điều là có khả năng mình sẽ dông mạng thôi bởi vì, vì cái dông nó quá dữ mình sử dụng cái trận đó là trận gọi là chí mạng đó. Ví dụ giống như lời chú mình khi phát nguyện thì hai cái tượng hai bên đó, họ là thần. Họ sẽ cùng phát nguyện với mình với hai thầy. Thì mỗi cái chuông nó nó vang ra đó, cái công lực nó tăng lên gấp 10 lần. Thì khi nó vang đến được cái vong hồn của ma nữ đó đó thì biết đâu nó yếu đi khoảng 7 80 phần. Thì khi mà nó phát nguyện lại thì mình mới mời được thần thánh tiên gia của mình xuống để mình đóng thì mong muốn là như vậy nhưng mà sao có cảm giác của bác với hai thầy luôn là làm như cái dòng nữ nó không sợ nó không có cảm giác gì thì lúc đó bác mới ngồi bác phát nguyện phát nguyện làm chú thì khi phát nguyện làm chú hai thầy kia cũng đọc theo họ chọn một bài chú chung đó họ đọc thì đọc thì bắt đầu chuông nó mới rung và các vị thần hai bên mà mà mời xuống đó là họ ở đó họ cũng cùng nhau phát chú luôn có nghĩa là có thần hộ pháp hai bên nha Chứ không phải các thầy tự làm không Thì khi mà làm như vậy đó Cái bài chú nó lan đi Đến cái chỗ đó, đó Thì ma nữ nó không làm gì trơn Nó thở nhẹ thôi bạn Bác nói là chỉ thở nhẹ thôi Là tự động cái phù chú đi ngược lại mình Thì cái bác nhìn thấy đầu tiên Mà làm cho bác nổi da gà đáng sợ Và là quan mang đó Hai thầy hai bên là chết tạm thời Là tím liền luôn đó Trong khi hai thầy đó là mới tu luyện 100 ngày xong mà chỉ cần cái làn âm khí đi ngược lại thôi Mà hai thầy tắt thở ngay lập tức Nhưng sau đó thở lại Bác nhìn thấy rõ hai gương mặt tím tái luôn Mà thở lại Hai thầy quan mang cũng ngay lập tức luôn Có nghĩa là cái dông nữ nó cho mình thấy rằng Nó đoạt mạng mình Rất đơn giản Thì lúc đó hai thầy Với bác cùng phát nguyện với tượng À tượng thánh của mình đó Là nếu như chết á Nguyện huyến dông hồn cho thần thánh Chứ không để cho ma quỷ nó lấy À là nguyện hiến cái dòng hồn mình cho thần Làm đồng nhi đồng tử làm gì cũng được Miễn là đừng để cho cái dòng nữ nó nó bắt mình thôi Là bác nó là chắc chắn xong rồi đó Thì cái công lực nó mạnh quá mà Nó mạnh đến mức mà nó thở thôi Nó đâu có làm gì đâu mà hai người kia tắt thở rồi đó Giờ bác đâu nghĩa gì Tại vì hai người kia mạnh hơn bác Hai người kia mạnh hơn bác rất nhiều thì khi mà bác ngồi bác, bác, bác phát tâm phát nguyện vậy rồi bác suy nghĩ đó Trong đầu đang suy nghĩ Thì có một cái chuyện rất là lạ Có một cái đứa bé nó mới có 4 tuổi thôi Nó đi còn chưa có dẫn nữa Thì tự nhiên nó bước lên bậc thềm nó đi vô Thì do bác và hai thầy còn lại đang phát chú cho nên không thể nào mà bỏ cọng dây thiên trường ra mà, mà 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 mà, đẩy nó ra thì nó cứ tự nhiên nó đi tới vậy đó nó tới gần bác nó dịnh vô vai bác nó mới nói một câu vậy thằng Tâm đấu quỷ phải tịnh Tâm đấu với quỷ là phải tịnh Lòng phải sáng Để mà ta nhập thể Ta chứng yểm nó được Thì nay ta thu phục nó được Mà mới 4 tuổi Thì cái cái đứa bé nó mới vô trong lòng của bác nó ngồi Hai tay nó đặt lên hai cổng dây thiên trường Thì bác cảm giác khác hoàn toàn Giống như là cảm giác mùi của sư phụ của mình về đó Nhưng mà không phải À, biết là không phải biết là một cái người khác cùng đạo với, với với mình nhưng mà người này mất rồi có thể thành thần thành thánh rồi họ vô trong người đứa bé này để mà họ mượn nó vô trong lòng mình ngồi sau đó mới phát tâm mà đấu thì khi cái đứa bé nó ngồi nó nó, nó đụng vô cộng dây thiên trường rồi là cùng nhau phát tâm đó thì cái lực nó mạnh vô cùng các bạn mạnh vô cùng nó mới đẩy những cái bài chú đó tới được cái chỗ khe núi đó thì làm cho cái lưu đồng nó về lại tâm âm dương lại về lại tâm mà chứng yểm cái hồn ma đó thì khi mà về lại thì cái hồn ma lập tức nó biến mất nhưng mà nó hóa đá thôi chứ nó không có hồn siêu vách tán nó không có quỳ lại nó không có gì hết nó chỉ là hóa đá và nó ẩn trong cái núi nó lại nó ẩn trong cái khe suối nó lại và những cái vong hồn người chết trong nhà đó là người ta được đi về người ta mò theo cọng dây thiên trường người ta về thì hai thầy hai bên bắt đầu dẫn hồn về để làm tan sự lại còn bác lại vẫn pháp chúng vẫn nguyện chúng để cho cái dòng hồn nó triệt luôn thì đứa bé nó chưa đứng lên thì mình vẫn phải làm thì khi mà cái đứa bé 4 tuổi nó xong nó rút tay ra khỏi cái cái cọng dây thiên trường đó. thì nó đứng lên nó đi chơi như một đứa bé bình thường vậy đó. nó không có còn nói gì nữa đi như một đứa bé bình thường bác cảm nhận sao cái người này giống đạo của mình mà không phải sư phụ mình thì chắc chắn là người phải tu chung phải tu chung thì lúc đó bác mới thu dọn thu dọn hết thì bác mới đi tìm với đứa bé đó để về nhìn bàn thờ nhà nó để nhìn bàn thờ nhà nó mới biết được gia phả nhà nó làm sao ông bà nào mà gia hộ nó tại vì người ngoài tộc nghĩa là người không phải trong nhà không có nhập đứa bé 4 tuổi được trừ khi là người trong nhà à cái người ngày xưa chứng yểm với dòng hồn nữ đó chắc chắn là người trong nhà đứa bé này hữu duyên thì người ta trở về thôi thì khi vô nhìn lên bàn thờ thì mới mới, mới mới táo quả mới biết được là ông cố của nó ông cố của nó đó là cùng đạo với sư phụ mình ông cố cũng là sư phụ mà ông cố nó ngày xưa là về đây để chứng yểm cái vong hồn đó thì lúc đó bác mới làm một cái lễ người ta lễ gọi là mời người đồng đạo của mình lên để mà hỏi đó, thì mới mời được cái dông hồn đó lên, à, cái vị mà 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 tổ sư gia của mình lên, thì khi mà mời lên, đó, thì cái người đó mới nói rằng là xưa kia ở vùng đất này, đó, người ta gọi là rừng cấm, ở cái vùng đất mà đang đứng nè, ta gọi là rừng cấm, bị gì sao? Nó có hai thế lực ở đó, một là trước giải phóng là thế lực của lính mỹ. Bên kia là quân mình. Cách nhau một cái bờ rào mà đi qua một khu rừng rất dài. Cho nên người Mỹ người ta gọi là rừng cấm, không ai được bước qua bên bờ rào đó. Thì ở trong cái khu của người Mỹ cũng có người Việt, người ta người dân Việt Nam mình mà, người ta ở đó người ta không qua bên kia. Nhưng mà trong đó có một cô gái. Cô gái này trời sinh có căn. Có thể để cho thần thánh nhập thể giúp đỡ chúng sinh. Nhưng mà khi thần thánh nhập thể giúp đỡ chúng sinh đó, thì cổ chỉ phục dịch ở bên đây của lính Mỹ thôi. Nhưng mà ở bên kia rừng cấm cũng có những người cần cô. Cho nên là nhiều lần họ tổ chức để cô qua bên kia. Tại bên kia cũng có những người nằm xuống, cũng có mồ mã, cũng phải cần người nhập thể để hỏi. Thì cô qua bên đó. Thì khi qua bên đó đó, cô thấy một bầu trời hoàn toàn khác mà cô lại đem lòng thương một người lính bên đó bên mình đó à thì họ qua lại với nhau nhiều lần à không phải là bậy bạ gì nhưng mà họ qua lại để gặp nhau để cùng nhau hái hoa rừng cùng nhau làm thơ cùng nhau nhìn về một cái tương lai nó tốt hơn thì có một lần cô quay về thì bị lính mỹ nó bắt à nó bắt và nó gán cái tội cái cớ là mê tính dị đoan lên đồng bắt đầu tra tấn để mà hỏi cung sau khi mà làm những cái chuyện đó thì trong lúc đó cô là người có căn cái nơi mà giam cô cũng rất nhiều ma quỷ dâm hồn thì nó nhập thể ra vô như vậy mà một cái con người có căn mà thần thánh nào giờ nhập người đó phải sạch thân thể người đó phải sạch không thể dẫn chơi được nhưng mà do như vậy mà cô bị ma quỷ nhập thể liên tục thì không chịu được mất đi mất đi thì mỹ lính mỹ mới quăng ngược về bên kia rừng cấm nó quăng ngược về bên kia rừng cấm để mà bên 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 kia người ta thấy nhưng mà người ta đâu có dám đem ra người ta chôn bị ta biết nó canh biết canh ta không dám thì để cái thân xác đó mà thối rửa sau đó mới lên thành một cái gò đất thì từ đó cái dông đó dông cô đó trở nên vô cùng mạnh mà là một hồn ma cực kỳ dữ vì gì đã từng gặp được thần thánh rồi cho nên cổ biết cách tu mà cổ lại hận hận là mình không có chỗ dung thân cho mình khi nằm xuống à cổ chỉ hận như vậy thôi mà cổ càng ngày cổ càng dữ thì dựng đổi sau giờ sau này mọi thứ nó không còn như vậy nữa rừng cấm thì bây giờ không còn rừng cấm không còn nữa và quê hương mình nói liền một cái hình chữ s thì những cái người mà người ta ở vùng này người ta đi khai quan người ta đi đào đức người ta khai quan người ta tìm kế sinh nhai sinh sống đó, thì người ta phạm phải cái mồ mã của cô thì cô trở nên trong hồn dữ mà cô đoạt mạng rất nhiều người tới gần cái mồ mã của cô thì lúc đó tổ sư gia là ông của đứa bé 4 tuổi mà giúp bác đó mới là người biết pháp thì có về gặp thầy ba minh để mượn cái lưu đồng cái lưu đồng thứ chín để mà đi lên làm phù rồi sau đó mới tìm cái người mà năm xưa cái dông hồn cô này yêu ở bên kia rừng cấm á thì khi tới thì người ta cũng đã có vợ có con rồi nhưng mà khi hỏi đó thì cái người này mới nói là ngày xưa hẹn hò có hái hoa rừng phơi khô để làm cái 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 kỷ niệm thì mới trao lại cái hoa rừng khô đó thì mới lấy cái hoa rừng đó làm phù làm phù chú trộn với gạo nếp bỏ vô trong cái lư đồng mà đem tới mộ cô này chứng yểm. Thì khi đem tới chứng yểm thì cô này dù là hồn ma giữ cách mấy, họ cũng đã từng một lần yêu. Cũng là một hồn ma nữ, cũng nhớ về cái người mà mình thương. Cho nên khi thấy những cái kỹ vật đó thì cổ siêu lòng. Cổ siêu lòng thì lúc đó tổ sư gia của bác mới có cơ hội thừa cơ chứng yểm à mới có cơ hội chứng yểm thì khi mà chứng yểm đặt cái lưu đồng ở đó đó thì đặt ngay cái chỗ vị trí âm dương đó. thì từ đó nơi đó nó nó bình yên nhưng mà nó cũng có một cái ngọn đá như một cái khe suối ở đó à thì cái người tổ sư gia lúc đó cái người đồng đạo của của sư phụ bác lúc đó đó mới ở lại dùng đất này để mà lập nghiệp thì khi lập nghiệp mà trải qua dựng nổi sau dời đó thì bắt đầu mất đi đến đời con cháu chắc đến đời đứa bé chắc là đời cháu là chắc đó thì không ai còn có pháp lực mà để hàng ma phục yêu nữa nhưng mà do cái dông hồn này đó nó tu luyện tại vì cái cô này cổ là người có căn cho nên cổ biết cách tu luyện đó cổ gỡ phong ứng thì mới gây ra đại họa thì cái, cái cái vị thầy đó mới trở về giống như đã thành thần rồi mới trở về nhập vô cháu mình để mà giúp bác à để mà giúp bác thì lúc đó mọi chuyện mới dở lẽ bác mới biết là mình cũng còn có những cái người sư phụ của mình còn có những người sư huynh đệ khác ở khắp nơi mà họ làm pháp giống như mình chứ không phải một mình ơn mình à thì bác rất là vui bác mới thắp nhang lên bàn thờ nhà đó thắp nhang bàn thờ nhà đó thì cái rừng cấm đó bây giờ đó là thuộc về bình dương đó mà gọi là khu công nghiệp sống thần đó nếu như tân không nói bạn có biết không đâu có biết đâu Ngày xưa nơi đó người ta gọi là rừng cấm. Là một khu rừng cấm nội bức xuất ngoại bất nhập. Cái lý do thì bạn biết là ở hai đầu chiến tuyến khác nhau, cho nên khu rừng đó là gọi là rừng cấm. Người ta từng xảy ra một cái câu chuyện như vậy mà trong giới thầy pháp người ta phải tới đó ta chứng yểm, mà người ta biết. Thì bác mới kể câu chuyện này cho Tân. Khi Tân nghe Tân cũng hết hồn bất ngờ. Tân hết hồn Tân bất ngờ Ủa tại sao lại có cái chuyện như vậy mà mình mới biết. Nếu Tân không nói mình đâu có biết rằng là khu đó đã từng là rừng cấm. Đức hoang mồ mã cũng không ít. Thì hôm nay Tân kể câu chuyện của bác để cho các bạn nghe. Để mình hiểu rằng là tâm linh đôi khi nó dính dáng đến lịch sử. Nó dính dáng đến những chuyện thời xưa mà chúng ta thời đại này nhiều khi không biết. Có những người sống cố cụ ở đó rồi nhưng mà họ di dân đi nơi khác. Có những người từ nơi khác ta tới, người ta nghĩ là người ta sống 4-50 năm rồi. Nhưng mà thật ra người ta không biết cái gì về chỗ đó hết. Tại vì trước 4 chục năm đó, người ta chưa hề tồn tại ở chỗ đó. Đó là lý do rất là nhiều các nhà khoa học, người ta tìm về cội nguồn lịch sử. Để người ta biết rằng cái nền văn minh mà ngày xưa nó có những nền văn minh lớn hơn bây giờ, tại sao lại mất? Thì trong thế giới tâm linh cũng vậy mấy bạn. À, có những câu chuyện nó xuất phát từ ngày xưa mà bây giờ đôi khi nó trở lại thì vô cùng nguy hiểm qua câu chuyện ngày hôm nay à, các bạn nghe lại câu chuyện từ bác một người thầy pháp bạn rất là thích các bạn thấy như thế nào cho tân biết trong phần bình luận nếu thích nhớ like share và subscribe để kênh youtube của tân đến với nhiều người hơn bây giờ thì bye bye hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau bye bye